Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn thay mắt của đầu đĩa nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ lấy cái đĩa karaoke Phi Nhung mình thử vào cho các bạn xem nha. Rồi, đầu đã báo no disc nha các bạn. Là không có đọc đĩa đó. Và đây là toàn bộ bên trong của cái đầu đĩa nha các bạn. Đầu đĩa mới bây giờ thì nó cũng đơn giản lắm nha các bạn. Nó chỉ có bộ nguồn với bo xử lý hình ảnh và cái phần mắt đọc thôi. Rồi, bây giờ mình cắm điện vào. Đó, đĩa vẫn quay nha các bạn. Đĩa vẫn quay là chứng tỏ là cái motor quay đĩa nó còn tốt nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ mở bốn con ốc của cái khay đĩa ra nha các bạn. Và mình sẽ mở luôn hai con ốc của cái nắp đậy này luôn các bạn. Rồi, chúng ta sẽ lấy cái đĩa ra. Và đây là cái cụm mắt đọc đĩa nha các bạn. Đó, cái mắt này nó sẽ rọi cái tia laser lên trên cái đĩa nha các bạn. Ở đây là motor quay. Hồi nãy là cái đĩa vẫn còn quay là cái motor còn tốt nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cạy cái miếng nhựa này lên nhẹ lên các bạn. Cái nhựa này nó chặn cái dây cáp á các bạn. Đó, mình sẽ cạy nhẹ lên, mình sẽ rút cái dây cáp ra. Rồi chúng ta sẽ lật lên và mình mở hai cái con ốc để nó chặn cái mắt đĩa lại nha các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái con vít hay cái vật gì nhọn đó các bạn, chúng ta sẽ cạy nhẹ nó lên. Nó có hai miếng nhựa để chống rung đó các bạn. Rồi mình sẽ đẩy nhẹ nó lên. Rồi tiếp theo các bạn sẽ rút luôn cái sợi dây cáp bên hông này ra. Và đây là toàn bộ cái cụm mắt đọc của đầu đĩa nha các bạn. Rồi, đây là cái con mắt mới nha các bạn. Đây là con mắt đọc đĩa mới mình mới mua về.
và mình đã mua con mắt giống y nhau nha các bạn. Đó. Và đây là con mắt mới các bạn, nó có cái chốt chì nha các bạn, chốt chì để chống tĩnh điện các bạn, nó bảo vệ con mắt. À, đó, đây là con mắt cũ thì cái chốt chì người ta đã tháo ra rồi. Các bạn phải tháo chốt chì ra thì nó mới hoạt động nha các bạn, còn không thì không hoạt động ạ. Và bây giờ mình sẽ dời mấy cái chốt nhựa này qua. Chốt nhựa này là nó để nó chống rung đó các bạn. Nó để giữ cho cái khay đĩa nó ổn định chắc và nó không có rung. Cái chốt chì này các bạn sẽ tháo ra sau cùng nha các bạn, vì khi mình đụng vào cái đáng đúng ra cái tay mình nó phải có cái đồ chống tĩnh điện đó các bạn, thì tay mình nó cũng có nguồn điện, khi mình đụng vào thì nó sẽ ảnh hưởng đến con mắt. Thành ra khi làm xong rồi các bạn tháo chốt chì ra. Rồi bây giờ mình sẽ cắm cái dây cáp cấp nguồn cho cái motor nha các bạn. Đúng trong kỹ thuật là chúng ta thay con mắt này chúng ta phải có cái dây nối từ cổ tay cho mình xuống mát để cho nó chống cái tĩnh điện trong cái tay mình nó sinh ra các bạn, nó không có ảnh hưởng tới cái mắt đĩa. Nhưng ở đây mình ở nhà thì mình bỏ qua cái khâu này. Rồi bây giờ các bạn sẽ ráp vào. Rồi mình sẽ quặn cái con ốc này lại các bạn. Nó cũng rất là đơn giản. Rồi, bây giờ mình sẽ lật cái khay đĩa lên nha các bạn. Rồi các bạn sẽ cày nhẹ cái miếng nhựa chặn sợi dây cáp đó các bạn. Cày nhẹ lên và mình sẽ cắm dây cáp vào. Các bạn nhớ cắm cho ngay vào nha. Đó, cắm cho ngay vào xong rồi các bạn sẽ ấn cái miếng nhựa chặn xuống. Là nó sẽ giữ cái bệ dây cáp này chắc lại nha các bạn. Rồi mình sẽ để ngay ngắn lại. Và bây giờ mình cắm điện vào thử nha các bạn. Bây giờ mình cắm điện vào rồi mình cho các bạn coi đó. Đó, con mắt nó thụt lên thụt xuống nha các bạn. Nhưng mà nó không có tia laser ra nha các bạn, tại vì mình chưa gỡ cái chốt chì chống tĩnh điện ra nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ lấy mỏ hàn, mình sẽ chấm cho nó chảy ra, mình gỡ bỏ cái chốt chì chống tĩnh điện này ra nha các bạn. Các bạn chỉ cần chấm cho nó chảy ra, các bạn kéo nó ra, gạt nó ra
nó sẽ có hai cái đường mạch không có đụng nhau là được nha các bạn. Đó, chân chị đã trống ra. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện vào thử nha các bạn. Và đó, các bạn đã thấy con mắt đã phát ra tia laser rồi nha các bạn. Là cái cụm mắt này đã hoạt động nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ cái đĩa vào mình thử nha các bạn. Rồi, các bạn phải ráp cái nắp chặn này lại. Và đĩa đã quay rồi nha các bạn. Đây, đồng hồ đã báo và nhảy số. Như vậy là đĩa đã chạy rồi các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ thử lên TV cho các bạn xem nha. Đó, mình sẽ bỏ cái đĩa karaoke Phi Nhung lúc đầu mình thử nó báo no date đó các bạn. Rồi, bây giờ sẽ bỏ vào thử. Ok, vậy là đầu đĩa chúng ta đã đọc tốt rồi đó các bạn. Và như vậy là mình đã thay xong con mắt đĩa thành công nha các bạn. Máy đã đọc và hát rất tốt. Và video của mình đến đây là cũng kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt các bạn.